Chào mừng các anh em quay trở lại với Spire Room. Đây là bài viết Những điều họ muốn che đậy chúng ta về bản chất thực sự của khủng hoảng kinh tế của tác giả Nguyễn Nam Khánh được đăng tải trên spireroom.com. Còn mình là Nam, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Mỗi lần Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED điều chỉnh lãi suất, kinh tế thế giới lại rúng động. Chỉ mới 10 ngày đầu năm 2016, 2.500 tỷ USD đã bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu, riêng chứng khoán Trung Quốc là 1.800 tỷ USD. Nhiều nhà kinh tế đã lên tiếng cảnh báo nền kinh tế thế giới đang tiến sát tới bờ vực khủng hoảng. Người ta đã gắn các cuộc khủng hoảng tài chính với chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED. Lần gần đây nhất với việc tăng lãi suất năm 2004 đến năm 2006 đã làm rủi ro thị trường dự chuẩn của Mỹ tăng lên, dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. 1. Chu kỳ tăng lãi suất 1980, 1982, 1986. Tháng 6 năm 1981, FED đã tăng lãi suất 20% và giảm phát hành từ 12,5% xuống 1,1% vào năm 1986. Lạm phát đã được đẩy lùi, nhưng chính chu kỳ tăng lãi suất này đã gây ra cuộc khủng hoảng nợ công tại các quốc gia Mỹ Latin những năm 1980, được xem là cuộc khủng hoảng nợ công đầu tiên trong lịch sử kinh tế hiện đại. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ Mexico năm 1982, khi quốc gia này tuyên bố vỡ nợ. Sau đó, hầu hết các quốc gia trong khu vực đều không tránh khỏi vòng xoáy này. Argentina năm 1982, 1989. Bolivia năm 1980, 86, 89. Brazil năm 1983, 86, 87. Và Ecuador năm 1982, 84. Nguyên nhân là do họ đã đi vay rất nhiều USD giá rẻ từ Mỹ. Khi FED tăng lãi suất, thì các quốc gia đó trở thành vỡ nợ. 2. Chu kỳ tăng lãi suất 1994-1997. Chính sách tiền tệ nới lỏng, hạ lãi suất cho vay xuống thấp và việc tự do hóa tài chính ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản cuối thập niên 1980 đã khiến cho tính thanh khoản toàn cầu trở nên cao quá mức. Các nhà đầu tư ở các trung tâm tiền tệ nói trên của thế giới tìm cách thay đổi danh mục tài sản của mình bằng cách chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài vì đầu tư ở trong nước nhận được mức lãi suất thấp. Trong khi đó, các nước châu Á lại thực hiện chính sách tự do hóa tài khoản vốn. Lãi suất ở các nước châu Á cao hơn ở các nước phát triển. Chính vì thế, các dòng vốn quốc tế đã ồ ạt chảy vào các nước châu Á để hưởng mức lãi suất cao hơn. Trong giai đoạn năm 1990-1997, lượng vốn tư nhân chảy vào các nước đang phát triển tăng 5 lần, từ 42 tỷ USD lên 256 tỷ USD. Đông Á là nơi thu hút một lượng lớn dòng vốn này, chiếm tới 60% tổng vốn. Do thiếu các biện pháp kiểm soát, nhiều nền kinh tế châu Á đã rơi vào tình trạng quá phụ thuộc vào nguồn tài chính rất dễ biến động từ bên ngoài, đó là các khoản vay ngắn hạn. Cuối năm 1996, các nước Đông Á đã nợ các ngân hàng châu Âu 318 tỷ USD, ngân hàng Nhật Bản 260 tỷ USD và ngân hàng Mỹ 46 tỷ USD. Đa số là dưới hình thức vay ngắn hạn dưới 1 năm. Đến năm 1994, FED đã tăng lãi suất lên gấp đôi, từ 3% lên 6% trên năm. Đến năm 1997, các nhà đầu cơ Mỹ đã thực hiện liệu pháp bán khống, làm cho các thị trường chứng khoán từ Thái Lan đến Hàn Quốc, từ Indonesia đến Hồng Kông sụp đổ. Cuộc khủng hoảng này đã làm châu Á thiệt hại khoảng 3.000 tỷ USD. 3. Chu kỳ tăng lãi suất 2004 đến 2007. Sau cuộc khủng hoảng châu Á, FED đã duy trì lãi suất siêu thấp 1% khá dài. Trong thời gian đó, các nước đã vay nợ với mức độ khủng khiếp, ước tính khoảng 55.000 tỷ USD. Dù vay ở Mỹ hay ở ngoài nước Mỹ đều được tính nợ bằng USD, hiện tượng đô la hóa nợ càng làm cho FED có cơ hội phát hành đồng USD dồi dào, đáp ứng nhu cầu thanh khoản trên phạm vi toàn cầu. Đến năm 2002, FED bắt đầu tăng lãi suất lên 2,5% và đến năm 2004 lên đến 5,5%. Cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất dưới chuẩn bùng nổ. Cuộc khủng hoảng này ước tính thiệt hại khoảng 1.200 tỷ USD, nhưng FED đã in thêm 16.000 tỷ USD cùng với 4.000 tỷ USD ngân sách của các quốc gia được huy động để cứu trợ ngành ngân hàng. Quá trình lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế tổng thể. Đến đây, các bạn có thể đặt câu hỏi, tại sao mỗi lần Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED tăng lãi suất lại gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế trên diện rộng? Quy luật cho các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới là gì? Điều gì đằng sau cánh cửa lấp lánh của hệ thống tài chính trên toàn thế giới? Để giải thích được vấn đề này, chúng ta phải tìm hiểu về cách thức vận hành của hệ thống tài chính.
Các sự thật hiển nhiên được thừa nhận là: sự thật thứ nhất, toàn bộ hệ thống kinh tế của chúng ta dựa trên nợ. Không có nợ, có rất ít hoạt động kinh tế xảy ra. Chúng ta cần vay tiền để mua nhà của chúng ta cần vay tiền để mua ô tô, cần thẻ tín dụng để mua sắm trong mùa lễ. Sự thật thứ hai, vậy thì tất cả nợ nần đến từ đâu? Nó đến từ các ngân hàng. Các ngân hàng in các tờ tiền giấy ra để chúng ta vay nợ làm ăn kinh doanh, mà trong thuật ngữ của ngành ngân hàng được gọi là giấy bạc ngân hàng, bank note. Các bạn có thể nói rằng, các ngân hàng lấy tiền từ người này cho người khác vay. Nhưng sự thật là sau khi chế độ bảng vị vàng, chế độ mà người dân có thể đem những tờ tiền giấy đến hệ thống ngân hàng để đổi lấy số vàng và bạc tương ứng được ghi, bị loại bỏ theo cam kết tại Hiệp định Bretton Woods vào năm 1971, thì gần như tất cả các đồng tiền trên hành tinh này đang bị kiểm soát bởi hệ thống ngân hàng trung ương. Nếu các bạn mang một tờ tiền không do ngân hàng trung ương in ra, đem đi thanh toán, thì các bạn phạm tội in tiền giả và phải đi tù. Không có hành động in tiền giấy của hệ thống ngân hàng, thì không hề có bất cứ đồng tiền nào trong lưu thông. Sự thật thứ ba, chính sách phát triển kinh tế mà các nước thực hiện được rao giảng hàng ngày trên phương tiện truyền thông và trong các trường học là in tiền, hạ lãi suất cho vay xuống để người dân dễ dàng vay tiền làm ăn kinh doanh. Chuyên gia kinh tế Geoffrey Pike đưa ra con số cụ thể hơn khi đề cập đến việc lượng USD đang lưu chuyển trên thế giới không lý giải được nguồn gốc cụ thể, đã lên tới 200.000 tỷ USD. Dĩ nhiên, không có chuyện tiền được bơm miễn phí cho người dân và người dân phải trả một lãi suất được cho là hợp lý của việc đi vay tiền. Chúng ta đã nhắc đến ba sự thật hiển nhiên. Và bây giờ với ba sự thật hiển nhiên này, chúng ta sẽ đến với nghịch lý vĩ đại của hệ thống ngân hàng, lãi suất. Để nắm bắt được nghịch lý vĩ đại này, chúng ta hãy đến với quá trình lưu thông của một tờ giấy bạc ngân hàng trong nền kinh tế tổng thể. Bước 1. Giả dụ người dân đến ngân hàng vay một lượng tiền là 10 tỷ USD chẳng hạn. Ngân hàng in ra một lượng giấy bạc ngân hàng là 10 tỷ USD cho người dân vay với lãi suất 5%. Và người dân được yêu cầu hoàn trả cả gốc lẫn lãi trong khoảng thời gian nhất định. Bước 2. Người dân mang 10 tỷ USD giấy nợ ngân hàng đem vào lưu thông trao đổi mua bán hàng hóa. Những tờ giấy nợ ngân hàng hiện đang đi vào lưu thông chuyển từ người đi vay ban đầu sang người khác như trả lương cho lao động, để đổi lấy nguyên vật liệu như thuế, v.v. Vòng đi vòng lại, qua hết tay người này rồi đến tay người khác. Nhưng 10 tỷ USD giấy nợ ngân hàng vẫn là một khoản nợ mà người dân mắc nợ ngân hàng trung ương với lãi suất 5%. Bước 3. Đến ngày trả nợ cả khoản tiền gốc 10 tỷ USD và khoản tiền lãi 500 triệu USD. Câu hỏi đặt ra là, hệ thống ngân hàng chỉ in ra 10 tỷ USD giấy nợ ngân hàng, thì người dân lấy đâu ra khoản tiền 500 triệu USD để trả nợ ngân hàng? Chỉ có hai cách để người dân trả nợ. Một là họ đem vàng và bạc thật, hoặc những tờ tiền giấy nợ ngân hàng mà trước đây có thể đem đến ngân hàng trung ương đổi lấy vàng và bạc thật tương ứng để trả nợ. Nhưng thực tế ngày nay, không ai mang vàng và bạc hoặc những chứng chỉ vàng, bạc đi trả nợ ngân hàng nữa. Câu trả lời đó là cách thứ hai. Phải có một người nào đó vay 500 triệu đô la từ hệ thống ngân hàng trung ương với lãi suất 5% để kinh doanh làm ăn. Sau đó, qua quá trình giao dịch mua bán, đưa cho những người vay 10 tỷ đô la khoản tiền 500 triệu đô la này để trả nợ. Thực tế thì sẽ có nhiều người đến vay ngân hàng trung ương với các số tiền khác nhau và có thể nhiều hơn 500 triệu. Nhưng phải luôn có ai đó đến vay ngân hàng thì các khoản nợ lãi suất mới được thanh toán. Và đó chính là bản chất của hệ thống ngân hàng trung ương. Không hề có đủ số tiền để tất toán toàn bộ các khoản nợ và người dân phải mắc những món nợ mới để trả những món nợ cũ, tạo ra một quá trình nợ tái nợ không có điểm dừng. Đây không phải là điều bịa đặt. Vào ngày 21 tháng 5 năm 2015, nhà kinh tế Michael Schneider đã đau đáu suy nghĩ cách làm sao Hoa Kỳ có thể trả được khoản nợ lên tới hơn 58.000 tỷ USD và anh đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Nước Mỹ không có đủ tiền để trả nợ, vì tổng cung tiền M3 của Hoa Kỳ chỉ là khoảng 17.000 tỷ USD. Số lượng tiền in ra luôn nhỏ hơn số tiền cần tương ứng để trả nợ, đó luôn là bản chất thực sự của hệ thống tài chính. Theo báo cáo giám sát nợ toàn cầu năm 2017 của Viện Tài chính Quốc tế, The Institute of International Finance, IIF, khối nợ toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 217.000 tỷ USD vào cuối tháng 3 năm 2017, tương đương 327% tổng sản phẩm trong nước GDP của thế giới. Nói cách khác, chúng ta có thể nắm giữ không tiêu dùng từng sản phẩm và dịch vụ được sản xuất ra trên toàn bộ hành tinh trong năm nay, năm sau và năm sau nữa, và vẫn không đủ tiền để trả hết nợ. Đây là các khoản vay của các hộ gia đình, các chính phủ, các doanh nghiệp và các công ty tài chính. Hình thức đi vay của các quốc gia là phát hành trái phiếu chính phủ, của giới kinh tế tư nhân là vay nợ ngân hàng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
số nợ đã tăng từ mức 149.000 tỷ USD sang năm 2007 lên mức 217.000 tỷ USD thời điểm hiện tại, tương đương 276% GDP. Theo các bạn, chúng ta có thể trả hết món nợ này không? Câu trả lời là không bao giờ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu, tất cả đều được xây dựng trên cùng một nguyên tắc. Cơ chế nới lỏng siết chặt, bản chất thực sự của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Đến đây, chắc các bạn đã hiểu nguyên nhân sâu xa của các cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Đó là nằm ở cơ chế vận hành gồm hai chính sách kế tiếp nhau, nới lỏng và siết chặt, tạo thành một vòng khâu bắt đầu từ việc in tiền và kết thúc bằng cuộc khủng hoảng tài chính. Bước 1. Hạ lãi suất. Với lý do kích thích nền kinh tế phát triển, các ngân hàng trung ương hạ lãi suất cho vay, in tiền để người dân vay nợ kinh doanh làm ăn. Mọi người hồ hởi vay tiền giá rẻ mua bán mà quên đi gánh nặng phải trả nợ. Các giao dịch được thực hiện liên tục, nhu cầu mua bán cao hơn bình thường do lượng tiền dư thừa được tung ra, làm giá cả hàng hóa tăng lên. Điều mà chúng ta hay gọi là lạm phát, gây ra trạng thái bong bóng kinh tế. Bước 2. Nâng lãi suất. Khi nền kinh tế rơi vào trạng thái bong bóng với lý do kiềm chế lạm phát, ngân hàng trung ương thực hiện các biện pháp hút đồng tiền trong lưu thông về và nâng cao lãi suất. Các bạn nhớ cho rằng bản chất là không hề có đủ tiền để tất toán toàn bộ các khoản nợ và người dân phải mắc những món nợ mới để trả những món nợ cũ. Khi đó, nếu lượng tiền mặt bị thiếu hụt và chi phí đi vay, lãi suất ở mức cao thì việc vỡ nợ và phá sản là đương nhiên. Ai được hưởng lợi trong quá trình này? Chính là các ngân hàng, vì trong điều kiện các khoản vay, nếu người vay không trả được nợ, anh ta phải thế chấp bằng một tài sản thật. Nhưng điều đáng buồn là việc anh ta không biết rằng việc vỡ nợ của anh ta là không hề tránh khỏi. Rốt cuộc, người chịu thiệt ở đây luôn là người dân khi phải sung tài sản cho các ông chủ nhà băng. Chúng ta hãy lấy ví dụ bằng chu kỳ tăng lãi suất năm 1980, 1982, 1986 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED. Sau khi bãi bỏ chế độ bản vị vàng theo cam kết tại Hiệp định Bretton Woods vào năm 1971, đồng USD đã mất giá tới 50%. Với lý do kích thích nền kinh tế tăng trưởng bằng con đường xuất khẩu, FED đã thực hiện phá giá đồng USD bằng cách hạ lãi suất, in tiền để gây lạm phát. Giá hàng hóa xuất khẩu của Mỹ trở nên rẻ hơn so với Đức và Nhật Bản vào lúc đó. Tuy nhiên, tháng 6 năm 1981, FED đã tăng lãi suất 20% và điều này đã gây ra cuộc khủng hoảng nợ công tại các quốc gia Mỹ Latin vào những năm 1980. Thực tế, các quốc gia này không bao giờ có thể trả hết nợ. Việc FED nâng lãi suất được ngụy trang bởi lợi ích kinh tế của Mỹ chỉ làm quá trình vỡ nợ của các quốc gia này nhanh hơn mà thôi. Tôi đảm bảo với các bạn, không có bất kỳ nhà kinh tế học hay giảng viên kinh tế nói về bản chất này với dân chúng và các sinh viên. Các sách giáo trình kinh tế hay các học thuyết chỉ giúp mọi người củng cố niềm tin hơn vào hệ thống kinh tế này như một dạng tẩy não có hệ thống. Nhưng đây mới là thông tin rất đặc biệt mà tôi muốn nhắn gửi tới các bạn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED không phải là sở hữu của chính phủ Hoa Kỳ. FED đóng vai trò rất quan trọng trong việc loại bỏ bản vị vàng trên thế giới và nó thuộc sở hữu tư nhân. A Corporation Independent Private Owned, FDE gồm 12 ngân hàng FED khu vực và mỗi ngân hàng đều thuộc sở hữu tư nhân. Khi cả thế giới hỏi tại sao Mỹ lại sử dụng một tổ hợp ngân hàng tư nhân để in tiền thì lý do được dùng để biện minh là chính phủ không đủ khôn ngoan. Và nếu chính phủ được phép in tiền, họ sẽ tạo ra quá nhiều và gây bất ổn cho thị trường. Do đó, FED sẽ gồm nhiều bên sở hữu để có thể kiểm tra chéo nhau trong việc in tiền. Tuy nhiên, lời hứa của FED với thành tích in tiền vô tiền khoáng hậu của họ thì thật là mâu thuẫn với nhau. Đồng đô la đã bị giảm giá trị tới 96% từ năm 1913 khi FED được thành lập, tức là gần như sắp mất hết giá trị. Khoản tiền 2.000 đô la ngày nay chỉ mua được một món đồ có giá 100 đô la của năm 1913. Khoảng những năm 1990, cung tiền đô la Mỹ là 7 tỷ đô la. Hiện nay, cung tiền đô la Mỹ là khoảng 13.291 tỷ đô la. FED đúng là phép. Cổ đông lớn nhất của FED là Ngân hàng Dự trữ Liên bang của New York, 53% cổ phần. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ mà FED thực hiện sẽ chịu sự tác động lớn nhất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, bởi FED chủ yếu giao dịch với các ngân hàng và định chế tài chính lớn tại New York. Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York được điều hành bởi một hội đồng quản trị và thống đốc do các cổ đông, chứ không phải do các chính trị gia bầu ra. Mà những cổ đông này lại do các ngân hàng lớn ở New York kiểm soát, như Citibank, JP Morgan Chase nắm đa số cổ phần. Kết quả là dường như có một FED bên trong FED do các ngân hàng ở New York khống chế và tuân theo các mục tiêu của họ, bao gồm cả việc cấp tín dụng dễ dàng cho các gói giải cứu khi cần thiết.
FED được chi phối bởi các nhà tài phiệt phố Wall là hậu duệ của J.P. Morgan, Rockefeller, đại diện của gia tộc Rothschild. Kể từ khi thành lập đến nay, FED chưa bao giờ bị chính phủ kiểm toán vì vào năm 1975, dự luật HR 4316 cho phép chính phủ kiểm toán FED được đưa ra quốc hội. Nhưng dự luật không qua được vì không đủ số phiếu. Thậm chí, CIA, Cục Tình báo Trung ương Mỹ cũng đã báo cáo rất ít về các hoạt động bí mật của FED trước quốc hội Mỹ. Vậy, sau tất cả những thông tin có được, các bạn có thể rút ra được kết luận gì? Liệu có một nhóm người đang điều khiển kinh tế thế giới bằng việc kiểm soát hệ thống ngân hàng trung ương trên thế giới hay không? Có phải mục đích của họ chỉ nhằm bắt các người dân của từng quốc gia mắc vào món nợ không bao giờ có thể trả nổi không? Câu trả lời dành cho các bạn. Chu kỳ tăng lãi suất 2016-2020 dự báo một cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mới. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007, FED đã duy trì lãi suất cơ bản siêu thấp ở mức 0%. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, số nợ nước ngoài của toàn bộ các quốc gia đang phát triển tăng từ 29.000 tỷ vào năm 2008 lên tới 7,4 nghìn tỷ USD vào năm 2016. Rõ ràng, trong suốt một thập niên nới lỏng chính sách tiền tệ, FED đã tiếp tay cho các luồng vốn ồ ạt đổ vào nền kinh tế có lãi suất cao hơn. Ngày 16 tháng 12 năm 2015, FED đã bắt đầu công bố tăng lãi suất cơ bản 0,25% và chương trình tăng lên 3,25% đến năm 2020. Khác với các chu kỳ trước, FED kéo dài thời gian nâng lãi suất tới 4 năm. Đây là điềm báo cho một cuộc đổ vỡ nợ nần của nền kinh tế thế giới trong giai đoạn 2016-2020. Thực tế, tổng cộng 3 ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED, Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đã bơm ra 13.000 tỷ USD kể từ năm 2008. Việc họ sắp sửa thực hiện các biện pháp tăng lãi suất, thu hẹp bản cân đối sẽ tác động rất mạnh tới kinh tế thế giới. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cùng là Nam đến từ Spy Room. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới nha.